Game of Life, trò chơi cuộc đời. Cho đến khi về hưu, bạn sẽ phải tiếp tục cày. Thằng nào có được nhiều tài sản, kiến thức hay mức độ hạnh phúc nhất thì người đó sẽ thắng. Hay đơn giản chỉ cần nhiều tiền mặt là được. Bạn muốn sống một cuộc sống nhiều tiền hay một cuộc sống hạnh phúc và đủ đầy? Ở đời ấy, sống sao cho nó ý nghĩa vào. Việc ý nghĩa với tôi ngay bây giờ là giới thiệu với các bạn một tựa game có tên là X-Dog. Đây là trò chơi thẻ bài idol, chiến thuật và chiến lược theo lượt 5v5 và có thể thăng cấp cho các anh hùng chú chó của mình một cách dễ dàng. Tất cả những gì bạn cần làm là tạo cho mình một đội hình tùy ý, bao gồm 5 loại chó, hay còn gọi là ngũ cẩu chiến với các hệ tộc khác nhau như là Warrior, aka cẩu binh, tức là đấu sĩ, Assassin, cẩu thích khách hay còn gọi là sát thủ, Mage, thần khuyển, pháp sư chó, Support, tanker, xạ thủ, vân vân. Hết rồi còn đâu. Ngoài ra, bạn có thể mở hộp kho báu không ngừng và có thể đạt được tất cả các hero chó dễ dàng. Như là chó đột biến này, chó đội nón rơm này, chó cầm thanh long yển nguyệt đao này. Trông chưa gặp bao giờ luôn, đẹp quá. Ngoài ra, game còn có các mini game để mọi người có thể chơi hay đi đánh ải để nhận thêm phần thưởng. Hiện tại, game đã ra mắt trên điện thoại. Tải ngay X-Dog. Chăm sóc động vật YouTuber. Thì làm YouTuber có gì nữa. Hoặc là đi lấy vợ. Một mình đi. Một này, một này. Bạc đi nhanh lắm. Yeah, mình được ăn học mới đủ. Yeah, kiếm công việc mới hoặc là đi chơi tiếp. Tiểu Cam. Let's go. Chào mừng đến với giả lập cuộc đời. Đầu tiên ông sẽ chọn là ông muốn đi học hay muốn đi làm? Tôi muốn đi học. Học là ông sẽ mất 100.000 tiền học. Ông sẽ được một tấm bằng. Ông sẽ bấm vào college là đi học đại học. Tôi đi học làm một nghề là chăm sóc động vật và một nghề là làm YouTuber. Thôi học thì làm YouTuber. Đi ba bước à, nhẹ thế. Đây là lương của ông này. Đấy, ông đi qua đấy là lương. Đây là một cái sự kiện xảy ra trong đời của ông. Mua máy tính mới hoặc là đi ngắm sắc. Bắt đầu gia đình thì sẽ được tiền và được tình cảm. Còn nếu mà độc thân thì sẽ cắm thẳng vào tiền, đi tìm cơ hội khác hoặc là thay việc khác. Meanwhile. Rồi, cry, chắc đéo đi học đâu. À, số phận cuộc đời. Meron. Nào, bây giờ mày sẽ mở tiệc hay đi ngắm sao? Ngắm sao cho đỡ tốn tiền. Đéo đi làm. Mở tiệc. Làm tí tí cho tao. Cry đến ngã rẽ cuộc đời đấy. Mày sẽ sống cô đơn mình, hoặc là không lấy vợ à? Lại vào ngã rẽ cuộc đời tiếp rồi. Lập gia đình hoặc là đi đầu tư. Đầu tư đi. Giờ là đi cái thân. Mày chọn cái ngã rẽ. Ngã rẽ cuộc đời mày là đi đầu tư hay đi nghỉ mát đi. Chọn nghề mới hoặc là nâng lương. 77.000 cho đồng âm. Chó này tỷ phú. Kiếm một đồ tiền mà. Làm dàn máy, cho nó đem đi tài sản. Ôi cái bằng trông trông xịn hơn à? Phẫu thuật não. Ui. Phẫu thuật não hoặc là đi ngắm sao. Bác làm ngắm sao đi cho nhiều tiền. Nào Đắc đi cưới nào. Đắc là ông chồng. Tiền cưới đi. Mình có quen đéo đâu mà mình mừng. Đây ơi, đây, luôn đây. Bác không có con, bác là con chó. Nào, đến con đường nào. Bác làm đứa con nữa nhanh. Nào, làm tiếp đứa con. Lại tiếp à? Tiểu Cam. Hay là bác làm thêm quả tốt nghiệp nữa nhở? 17 số tiền lại là ok. Yeah, mình được ăn học đầy đủ, yeah. Bây giờ sẽ chọn là đi thiết kế sản phẩm robot hoặc là thiết kế app. Cái nghề đéo thì nó đánh thuế 90%. Muốn đéo thì... Nào, thằng tiền chọn nghiệp. Tăng thêm 9.000 này cũng được phết. Đã bảo. Nhưng bác đi chậm quá, bác cứ đi một bước một. Chật đi vật được. Giữa thế giới vật chất. Tiền quá nè. Ui. Một. Một là cái đéo gì nhỉ? Cái gì đây? Quay phát vào cái thuế đau. Cái thuế to phết. Đéo thuế luôn. Đấy, đi học tiếp. Học tiếp luôn cho nó vâm. Này, số thật não này. 2, 3, lương lên 5, quá này. Tìm việc khác luôn à? Lên việc khác. Ôi. Ôi, đồng nghiệp. 10 à? Nhẹ mà. Nhẹ chưa quá. Chưa quá. Cái một tôi luôn sợ là cái đéo gì nhỉ? Rồi. Rồi. Có gia đình rồi. Ôi cái đéo này. Xe đéo. Ở đi qua cuộc đời luôn không kịp đẻ. Đấy, không dẫn vào ô đẻ chứ sao đẻ được. Đéo có con luôn.
Thuế luôn. Hằng ngày thì thuế cho em. Đấy, đồng nghiệp công việc sao rồi? Cắm sao chung. Rủi ro đấy. Đời sống có một lần nên là đóng thuế nó nhiều. Rồi, thuế. Thế thằng nào cắm sao cũng phải đóng thuế đấy. Ông có nghĩa đến cuối game thằng Cry đóng thuế chết con vì nợ. Đây ai? Hỏi là thứ ai? Có cưới không? Cưới đi cho nó vợ chồng. Làm cái tấm năng lượng mặt trời. Đã đầu tư vào tấm năng lượng mặt trời thay vì cưới. Cảm thấy như là Phạm Đình Tú. Chơi khô đấy. Chơi khô luôn. Hết sạch tiền rồi cho nhanh. Giống như Phạm Nhật Vượng. Nhìn cái những điểm của nó vô học nhưng mà lại giàu tình cảm và giàu tiền nhá. Ngã rẽ. Đi an toàn hay là đi vâm? Vâm đi. Phóng qua mẹ rồi. Này quý nhân tài trợ rồi. Xoay phát đưa luôn thuế để cho nhanh. Ơ tầng này tao về mà. Hiu rồi. Chó ơi, sống một mình nhá, chả mang thêm cái gì về. Tí lén à. Thứ 7. Thứ bác đi luôn chung với Cry cho nhanh. 6 lần cất rồi. 6 lần tôi chết rồi. Đi thuế rồi. 2 200 nghìn. Người thứ 2 về là 200 nghìn. Bác ở xe không ở nhà. Cho chiêu. Thằng này không đi học nhưng mà cuối cùng lại là thằng học nhất. Là thế nào. Kẻ nhiều trải đời. Nghỉ hưu ở bên này. Đéo có con. Thế nó vâm. Trong cuộc đời. Là sao? Sao thằng nào cũng với thằng Cry ở nhà đấy. Thằng nào cũng lên xe đi chơi. Tổng tiền. Total money. Tổng tiền chắc thằng Cry rồi. Chả ai thắng được nó rồi. Không, tôi và bộ mày có xem trong... nhau. 17 nhiều nhất này. 17 cũng nhiều nhất. Nhưng mà đây, cái này này. Này. Để tình mày. Ông mày thằng này sức. Thằng sâu. Em vào bắt cuối là cái gì? Cho đẻ đi. Có sao đẻ đi. Phóng qua hết rồi, chả có cái đẻ nào. Chọn đẻ xong vô sinh. Ăn chó này, một bước. Đi hai bước là thế nào? Hai bước làm. Một, hai. Mày đi vội thế. Thứ ba. Đau luôn. Rồi. Thằng này ở tận đâu đấy? Ơ à, là sao? Mày. Một bước. Một cho nó lâu. Đi cho nó lâu em. Tầm 4. Vào bốn cái bên nó vâm. Một. Thằng cháu này. Một cái đi chân lâu. Phải về rồi. Thằng cháu nó phải yêu rồi.